Zhangkun Store chuyên iPhone giá rẻ, sửa chữa iPhone chất lượng cao, phụ kiện iPhone siêu chất. Zhangkun Store hiện đã chính thức hỗ trợ trả góp. Anh em chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe là đã có thể nhấc ngay iPhone về nhà, tặng ngay pin dự phòng Remax dung lượng 20.000 mAh khi mua máy, tặng kèm củ sạc, cáp sạc ốp lưng và dán cường lực, bảo hành 3 tháng phần cứng lẫn phần mềm trọn đời máy, cùng mức giá cam kết tốt nhất thị trường. Mọi chi tiết liên hệ địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website www.giangcun.com. Xin chào anh em đã quay trở lại, và tất nhiên rồi, vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, lộ video trên tay iPhone 12 mini đầu tiên trên thế giới. Sau khi chính thức bán ra iPhone 12 và iPhone 12 Pro vào tuần trước, Apple sẽ tiếp tục cho phép đặt mua iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max vào ngày 6 tháng 11. Có nghĩa là sẽ phải mất hơn một tuần nữa thì những chiếc iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max mới đến được tay người dùng. Tuy nhiên, ngay hôm nay, một đoạn video trên tay iPhone 12 mini dài 40 phút đã được anh chàng John Bernice đăng trên YouTube. Mặc dù không rõ lý do vì sao mà đoạn video này đã bị xóa ngay sau đó, nhưng chàng 925Mark đã kịp thời chia sẻ lại những bức ảnh chụp từ đoạn video và nó cho chúng ta thấy chiếc iPhone 12 mini này thực sự mini như thế nào. Đây cũng là hình ảnh thực tế đầu tiên của chiếc iPhone 12 mini với màn hình 5,4 inch, nhưng thiết kế hiện đại hơn và giống với iPhone 12. Điều đó cũng có nghĩa là kích thước tổng thể của iPhone 12 mini rất nhỏ gọn, do không có những đường viền và các cạnh trên dưới giống như là iPhone SE 2020. Và chúng ta có thể thấy rõ khi so sánh kích thước của iPhone 12 mini và iPhone 12. iPhone 12 mini giống như một chiếc iPhone 5, có thể cầm thoải mái trong lòng bàn tay và sẽ rất phù hợp nếu bạn cần một chiếc điện thoại phù hợp với kích thước nhỏ gọn. Nhưng kích thước màn hình không hề nhỏ chút nào. Năm nay, Apple ra mắt 3 kích thước màn hình khác nhau. iPhone 12 và iPhone 12 Pro có cùng màn hình là 6,1 inch, iPhone 12 Pro Max là 6,7 inch cho những ai thích màn hình lớn, và iPhone 12 mini là 5,4 inch cho những ai thích kích thước nhỏ gọn. Ngoài màn hình và pin nhỏ hơn thì iPhone 12 mini có cùng các thông số kỹ thuật giống như iPhone 12. iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max sẽ chính thức lên kệ vào ngày 13 tháng 11. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple chuẩn bị ra mắt máy tính iMac dùng chip A14T cực mạnh. Đã có tin đồn cho rằng Apple dự kiến sản xuất hàng loạt bộ vi xử lý A14X cho Apple Silicon Max. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây cho biết hãng này đang phát triển một bộ xử lý máy tính để bán mới có tên là A14T. Con chip này cùng với bộ xử lý đồ họa do Apple thiết kế sẽ ra mắt vào năm 2021, và nhà táo đã thiết kế một loạt chip A15 mới cho iPhone 13. Theo tờ China Times, công ty có trụ sở tại Cupertino có một dự án nghiên cứu và phát triển có tên mã là MTJ, đang phát triển các bộ vi xử lý mới. GPU do Apple thiết kế có tên gọi nội bộ là Lifuka, tên của hòn đảo ở vương quốc Tonga. Lifuka A14T và các bộ xử lý A15 khác được cho là đều được chế tạo bằng quy trình 5 nanomet của TSMC. Hiện dòng iPhone 12 cũng được sử dụng quy trình 5 nanomet của TSMC. TSMC trước đây được cho là đang phát triển chip A16 của Apple trên quy trình là 3 nanomet. Bộ vi xử lý này dự kiến có mặt trên iPhone và iPad vào năm 2022. Theo China Times, iPhone 13 năm 2021 sẽ sử dụng vi xử lý A15 Bionic dựa trên phiên bản nâng cao của quy trình 5 nanomet mà TSMC sẽ ra mắt vào năm 2021. Được biết, những chiếc máy Mac Silicon đầu tiên của Apple dự kiến xuất hiện vào tháng 11 sẽ sử dụng vi xử lý A14X. A15 Bionic dành cho iPhone 13 sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2021. A15T sẽ là sản phẩm tiếp nối sau đó. China Times kỳ vọng TSMC sẽ thiết kế bộ vi xử lý 5 nanomet cho các công ty khác, bao gồm Qualcomm, Broadcom và MediaTek. Tuy nhiên, TSMC gần đây được cho là đã mất các nhân sự cốt cán vào tay các công ty đối thủ, nên sẽ gặp phải sự cạnh tranh khá lớn. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, tiếp tục là một thông tin liên quan đến Apple. Apple đạt cột mốc 1 tỷ chiếc iPhone đang hoạt động trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất của một chuyên gia phân tích lão làng, Apple đã đạt cột mốc 1 tỷ chiếc iPhone hiện đang hoạt động trên toàn thế giới. Nhà phân tích Nasipat cho biết, 1 tỷ người hiện đang sử dụng iPhone, theo ước tính của tôi. Apple đã vượt cột mốc 1 tỷ người dùng iPhone vào tháng trước. 13 năm sau khi bán ra, iPhone vẫn là chiếc smartphone phổ biến và bán chạy nhất. Đã có những suy đoán về việc Apple không công bố doanh số bán iPhone nữa là do doanh số iPhone đã đạt đỉnh. Nhà phân tích Sybat cho biết, đúng là doanh số iPhone đã sụt giảm vào lúc đó, nhưng không có nghĩa là nó đã đạt đỉnh. Doanh số bán hàng không miêu tả toàn bộ bức tranh kinh doanh iPhone của Apple. Đó cũng là lý do mà Apple quyết định không công bố những con số này nữa. Tuy nhiên, phố qua đã sai lầm khi mà dựa vào doanh số bán hàng như một tiêu chí để đánh giá tình hình kinh doanh của Apple. Doanh số iPhone giảm không có nghĩa là việc kinh doanh iPhone xấu đi. Thay vào đó, chu kỳ nâng cấp kéo dài hơn có thể là yếu tố hàng đầu khiến cho doanh số iPhone sụt giảm. Ngoài ra, doanh số cũng không nói lên bất kỳ điều gì về mức độ hài lòng và sự trung thành của khách hàng. Nhà phân tích Sybat cho rằng, mọi người đã quá quan tâm đến tỷ lệ người dùng.
chuyển từ Android sang iPhone, nhưng thực tế con số này chỉ là một phần rất nhỏ. Kinh doanh iPhone gắn liền với sự trung thành và nâng cấp của người dùng cũ. Mặc dù Apple vẫn mang về 20 đến 30 triệu người dùng iPhone mới mỗi năm, nhưng tỷ lệ doanh số bán iPhone cho người dùng mới đã giảm dần. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh số bán iPhone cho người dùng mới sẽ chỉ chiếm ít hơn 20% trong tổng doanh số, mức thấp nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy, kinh doanh iPhone gắn liền với việc người dùng cũ sẽ nâng cấp và mua những chiếc iPhone mới. Có thể chu kỳ nâng cấp sẽ kéo dài từ 2 đến 3 năm, nhưng họ vẫn sẽ mua một chiếc iPhone mới thay vì là đổi sang smartphone Android. Điều đó đảm bảo cho việc Apple vẫn sẽ bán được iPhone, bất chấp điều gì xảy ra. Bên cạnh đó, nền tảng 1 tỷ người dùng iPhone sẽ giúp Apple kiếm được rất nhiều tiền từ các dịch vụ trực tuyến của mình. Đó là các dịch vụ Apple Pay, Apple Store, App Store, iCloud, Apple Music, Apple Arcade và nhiều dịch vụ khác nữa. Một nhận định thú vị khác của chuyên gia phân tích Sybase đó là thứ thu hút người dùng mới tham gia vào hệ sinh thái của Apple giờ đây không còn là iPhone, mà chính là những món phụ kiện như là Apple Watch, AirPods hay có thể là Apple Glass trong tương lai. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.